Góc nhìn chim này mà không bị chèn nhẹt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý bạn tiếng chim này Thuận đã ăn qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, báo phê đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cách ghép chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh ra và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất của 5 tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Good.